Ai ai điêu hỏi chú kia ơi, 24 người con đầu của thượng đế đang làm gì ở đâu ạ? À? Thì có một thằng đang ngồi đây nói chuyện con nè, còn mấy người kia cũng có nhiệm vụ của họ, nhưng mà quan trọng xuống đây có những người cũng quên á. Tony Nguyễn, chú Việt ơi, mở một cuộc thi viết tâm thư kêu gọi tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đi chú. Mở một cái tâm thư hả? Nếu mở đó là mình lập đảng hay sao con? Khi nào chú làm gì á? Chú không có, chú ở có một mình một ngựa với một cái điện thoại đây ngồi nói chuyện với quý vị thôi, chứ chú sau lưng chú không có ai phụ giúp gì hết. Chú cũng không thuộc đảng nào, có sáu con số không trên núi ai cũng biết đó. Không danh không lợi không vận động gây quỹ, không làm phiền, không liên hệ bất kỳ tổ chức nào, nghĩa là không có, chú không có nằm trong hội đoàn hay tổ chức nào với ai hết, và không có chính trị, cũng không có làm phiền ai. Chú chỉ lên đây để mà báo tin thôi, chú thuộc dạng truyền tin. Còn viết mấy cái tâm thư đó, ngoài đó có những nhà yêu nước, những nhà trí thức á, người ta nên làm. Chú ơi, Nguyễn Đăng Khoa, chú ơi, đợt mọi người khấn tuổi thọ cho chú được nhiều mà. Ồ, chú khấn cho ông Trump quay trở lại để mà trấn an thế giới. Tại nước Mỹ mà không có bình an, thế giới sẽ không bình an nha. Một trong gia đình có một người bệnh, cả gia đình không cũng không có vui nữa. Một trong một cái nhóm người, một cái tập thể hay là bất cứ cái gì, hãy có một người có chuyện thì nó không bình an. Thì thời đó chú thấy chỉ ông Trump là người đại nghĩa. Ổng là ở trên sai ổng xuống, nhưng mà bị tà nó trấn áp quá, cho nên chú khấn cho ông Trump 10 năm tuổi thọ. Thì lâu nay nhiều người hiểu được, xin bữa giờ chú đầu tư có 10 năm mà chú lời lợi gần mấy chục, có người thì xin 3 năm 5 năm 7 năm cho chú cộng lại bữa giờ gần trăm năm luôn rồi, nghĩa là chú đầu tư có 10 năm cho ông Trump, bữa nay chú được nhiều người xin trên cả trăm, thì chắc mốt chú sẽ sống cả 200 mấy chục tuổi. Thôi để sống lâu bệnh tật cũng như không, miễn sao đi đứng được làm cho mọi người vui là được rồi. Chú giờ chỉ có một ước nguyện là sư phụ chú xuất hiện, tức là Đức Thầy xuất hiện, thì lúc đó chú mới biết được những cái gì trong tương lai chú làm gì. Đức Thầy không xuất hiện thì mình chỉ gặp nhau trên mạng thôi nha. Hy vọng lúc đó YouTube nó đừng có phá sản, hay là thế giới đừng có 7 ngày 7 đêm không có điện, không có ấy nữa là cha mất hết. Thì coi như mình tạm bị giống như bị cúp điện vậy đó. Thì giờ mình nhờ gặp đây là mình nhờ YouTube đúng không? Hy vọng không có ngày đó đừng có cúp điện, cúp YouTube. Nhưng mà ở trên nói cả cuộc đời chú xuống đây năm mấy năm, tất cả những gì làm ở Mỹ, núi Thiên Long Sơn, làm chuyện này chuyện kia, chỉ là gọi là tập dượt thôi, cái nền tảng cho có thôi, còn những việc chính vẫn chưa có làm gì hết, cũng phải ngồi chờ chờ cơ vận xoay chuyển. Thì giờ chú chắc phải đi sắm cây cần câu, mà loại không có móc câu nữa, rồi chiều chiều ra xuống cái ao mà ở trên núi đó, nó có cái ao á, ngồi câu chờ chờ cơ vận. Quê Hiền nói anh nói rõ kinh tế thế giới sụp đổ một vài nước hay toàn thế giới sụp đổ? Toàn thế giới. Hiện bây giờ nước Mỹ, nước Nga sơ sơ thôi là xăng dầu nó gì rồi.
Bây giờ mình thêm một cái trận chiến nữa thôi nghe. Bất cứ lúc nào, hồi nãy mình có nói thì nói lại một chút. Trung Cộng mà nó tấn công Đài Loan nhẹ nhàng cái thôi là tất cả mọi cái lưu thông đường biển, đường không phận á, cũng ngưng, thì có phải là cả thế giới bị sụp đổ không? Tại cái nền kinh tế như đi mạch máu lưu thông với nhau hết vậy đó, vừa lúa gạo vừa nhiên liệu, cả những cái quần áo vải lụa đồ không có di chuyển nhau được, thì một nơi sản xuất một nơi không có nhận hàng thì bên kia không có tiền, không có tiền thì bên kia